Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bàn máy laptop Dell 5110 nha các bạn. Hiện trạng của nó là không nhận webcam nha các bạn, không nhận webcam, không nhận camera. Rồi sau khi mình tháo cái vỏ máy ra nha các bạn, mình tháo cái mặt C ra thì cái men ở đây thì mình phát hiện ở tại vị trí của cái socket LCD nha các bạn. Thì đây cũng là một cái socket chung của cái camera nha các bạn. Thì mình phát hiện được là hai cái chân tín hiệu của USB nha các bạn. Đó, hai chân data, hai chân tín hiệu của USB. Nó liên kết với một cái con dạng giống như cuộn dây nha các bạn. Và nó đang bị rỉ sét. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem. Đây các bạn sẽ nhìn quan sát ở đây trước khi mình sẽ đưa lên cái kính hiển vi nha các bạn, cho các bạn xem nó sẽ rõ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đo sơ bộ cho các bạn xem là vị trí của cái cuộn dây này nha các bạn. Nó đang bị rỉ sét và cái tổng trở nó lên rất là cao, nó không còn thông nữa nha các bạn. Rồi. Đây mình coi coi cái cuộn dây. Đó là cuộn dây lọc nhiễu nha các bạn, TR4902 nha các bạn. Ok các bạn, TR4902 và mình sẽ đo ở đây. Các bạn sẽ thấy được đây. Đây nha các bạn, đây là cuộn TR4902. Các bạn quan sát trước khi mình sẽ đo lên, mình sẽ đưa lên kính hiển vi nha các bạn. Rồi, nó có một cặp chân phía bên đây là nó thông rồi nha các bạn. Đó, một cặp chân bên đây là nó có... cái cặp chân bên đây là nó có vấn đề này nha các bạn. Nó chập chờn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành đưa lên kính hiển vi nha các bạn. Mình nghi ngờ cái vị rỉ sét này nó chập chờn nha các bạn, tín hiệu nó không có tốt. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa lên kính hiển vi cho các bạn xem. Rồi, sau khi mình đưa lên kính hiển vi nha các bạn, thì các bạn thấy được là cái cuộn dây lọc nhiễu này nha các bạn. Đó, nó đang bị rỉ sét, nó đang thui nha các bạn. Đó, nó đang rỉ sét. Đó các bạn quan sát là cái cuộn dây này. Nó có hai cái chân tín hiệu của cái camera này nha các bạn. Đây. Nó vào chân số số 7 và số 8 nha các bạn. Trên cái socket LCD. Bây giờ tiến hành mình sẽ nạo và mình sẽ thay cuộn dây này nha các bạn. Xử lý xong nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành gắn vào mình test xem có nhận camera không nha các bạn. Rồi, sau khi mình thay cái cuộn lọc nhiễu cho cái chân tín hiệu của cái camera nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn cái men vào màn hình nha các bạn và cho cái máy nó sẽ boot WinBE trước nha các bạn. Xem là cái camera có nhận không nha các bạn, trước khi mình gắn ổ cứng vào cho nó vào win nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành, mình sẽ cắm USB nè và mình sẽ gắn, đây là cái bàn phím R nha các bạn. Rồi mình sẽ cắm nguồn.
Rồi bắt đầu mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi quạt quay máy lên hình nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ mình sẽ cho máy boost vô win cho các bạn xem nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho máy boost vào win. Mình test win mini trước nha các bạn. Rồi mình sẽ mở microcomputer lên nha các bạn. Mình sẽ mở device manager xem là cái webcam có nhận không nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành mở device manager nha các bạn. Đó, cho các bạn quan sát. Rồi như vậy là đã nhận webcam nha các bạn. Đây các bạn quan sát là internet webcam này nha các bạn. Đó các bạn thấy là webcam nó nhận rồi nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành gắn vào trong cái ổ cứng nha các bạn. Xem vào win, mình sẽ cho máy vào win xem camera hiện có ok không nha các bạn. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho con Dell 5110 này nha các bạn. Nó chạy vào Win. Xem như thế nào nha các bạn. Và mình sẽ mở camera lên cho các bạn xem. Rồi máy vào win nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ mở camera lên. Rồi mình sẽ chọn vào camera. Xem camera có bật lên được không nha các bạn. Rồi ok nha các bạn. Đó. Camera đã được mở lên nha các bạn. Ok. Rồi. Như vậy là video chia sẻ về cái ban Dell N5110 nha các bạn. Bị lỗi camera. Sau khi mình đã khắc phục, sửa chữa thì máy đã hoạt động được camera nha các bạn. Rồi video của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.